Ngày 10 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Trần Minh Hải, 36 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu và Nguyễn Hồng Phúc, 18 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua điều tra, sáng ngày 8 tháng 10, tại một nhà trọ ở phường Khuê Mỹ, các trinh sát đã bắt quả tang Phúc khi đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 100 viên ma túy thuốc lắc và 2,5 gam ma túy dạng ketamin. Tối cùng ngày, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang Hải, thu giữ 50 gam ketamin. Tiếp tục khám xét nhanh nơi ở của Trần Minh Hải tại phường Phước Ninh, Công an thành phố phát hiện thêm 850 gam ma túy ketamin Hải cất giấu trên la phông tầng 2, một cân tiểu ly và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Thử test nhanh, Hải và Phúc đều dương tính với chất ma túy.